Xin kính chào tất cả mọi người, xin chào các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại khu vườn của anh ruột. Để hôm nay mình chia sẻ với cái clip với các bạn là có hai cái bụi cây bông trang nhưng mà nó rất là ngộ. Theo như mình nghĩ đây là cái dòng cam Dubai. Tại vì cái lá nó giống na ná của thằng vàng Dubai. Nhưng mà do là cái này mình cũng chưa có rành lắm. Lá này thì nó kiểu nó hình thức nó giống như vậy đó. Bông rất là sai. Mình chia sẻ sơ cái những cái mẫu bông cho các bạn xem. Chút xíu nữa mình sẽ chi tiết về chiều cao tán vành thân đồ sao ha các bạn. Đây nè, hiện tại nó rất là nhiều bông, bông chi chít, đọt nào cũng bông hết. Cái này mình dạch cái bông ra mình mới thấy cái lá được nghe các bạn. Cái mức độ bông nó nhiều quá đến nỗi mà phải tìm lá là phải dạch bông. Đó, mình xin chia sẻ cái clip cho các bạn. Nếu mà các bạn có rành về những cái loại trang này thì cho mình cái bình luận bên dưới về cái mẫu cây này nha các bạn. Thì theo như mình với anh ruột mình nói là cây này là như là cây Pháp Dubai đi. Ủa, cam Dubai. Đây, anh ruột mình đang ngồi bẻ kiển nè, sửa kiển là như một nghệ nhân đó nha các bạn. Anh Thịnh. Rồi mình sẽ chia sẻ chi tiết cho các bạn cây này ha. Hiện tại này anh có sưu tầm được một cặp hai cây. Chiều cao của cây này, để mình lấy cái thước để mình đo coi. Chiều cao cây này tầm khoảng chiều cao của cây này tầm khoảng 1m22 nha các bạn. Tán ngang thì cũng cỡ 1m2. Ở dưới gốc của nó là để mình đo xem. Nó gồm 4 thân, một cụm. Cụm này thì khoảng 40. Đây, do đo một tay nó cũng hơi khó. Cây này là đã thuần chậu rất là lâu rồi nha các bạn, bao sống luôn. Đây là hai bên nó như nhau, thành bên này cũng như thế. Quý vị và các bạn nào mà có đam mê cây này muốn sở hữu thì cứ liên hệ trực tiếp với anh ruột của mình. Vành bên này là 35 nha một cụm. Anh Thịnh, mình sẽ cho clip số điện thoại của ảnh sau. Đọc số điện thoại luôn anh Thịnh ơi. 0939 909 79 38. Rồi, hai cây này thì bây giờ không có báo giá trực tiếp được nghe các bạn, do là mình báo giá cái nhiều khi những cái người mà người ta không có đam mê đó, ta không có chơi, không có hiểu về cái dòng cây này cái giá trị như thế nào, cái mình báo giá lên cái người ta nói ờ trời ơi sao cái cây vậy mà thế này thế kia. Những anh em ta hiểu rồi thì người ta mới biết giá trị của nó. Thì sẽ điện thoại trực tiếp cho anh thì sẽ hay hơn. Hoa nó dày đặc luôn nè các bạn ơi. Bao bông, mỗi một đọt một bông nè. Không biết loại này là chính xác là tên gì nha. Nhưng mà mình thì cứ cho nó là Dubai cam đi, hoặc Dubai đỏ cũng được. Hiện tại hơi ngược nắng sáng. Đây, sát vô cho các bạn xem. Bông rất là nhiều, rất là đẹp. Thì cái do cái cây này nó nuôi bông quá nhiều đi các bạn, cho nên lá nó cũng hơi bị bạc màu chút xíu. Chứ theo cái hướng bên đây nè, đủ nắng đủ sáng thì lá nó xanh đậm lên. Tại để chậu nó lâu năm ra thấy mới thay chậu đó, ra giờ nó cửa nó xanh lại. Đó, anh chia sẻ là do là cái cây để chậu lâu năm á, đất nó bạc màu, thiếu chất. Rồi anh mới thay cái chậu mới vô đây thêm phân. Hai cái cây này là đây tới Tết là chắc là hầu như là nó luôn luôn bông luôn nha. Lá trung đọt đỏ nha. Lá trung đọt đỏ. Hết được đợt bông này thì sẽ tới cái đợt bông tiếp theo.
như thế này đây. Đều tàn hết luôn nha các bạn. Các bạn liên hệ với anh Thịnh thì cái vườn của anh còn rất là nhiều cây, nhiều loại khác, để một xíu nữa mình sẽ chia sẻ những cái clip khác để bạn cho bạn biết, ví dụ như Mỹ Cam, mà Mỹ Hồng, vàng ta lá trung, rồi hoa hồng của mình nữa. Đây là những cây Mỹ Hồng của anh nè. Mỹ Hồng bao bông đang bông xung xuê. Đây. Cây ở đây toàn bộ cây thường chậu. Tất cả các loại cây là thường chậu hết nha các bạn. Chậu bao sống. Vườn của anh là hiện tại nằm cạnh trường cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp, thuộc thành phố Cao Lãnh, phường Hòa Thuận, thành phố Cao Lãnh nha các bạn. Các bạn cứ search trên Google trường cao đẳng cộng đồng là nó nằm kế một bên. Đây, giới thiệu với các bạn những cái cây Mỹ Hồng luôn nha. Hiện tại anh Thịnh sẽ cho các bạn biết cái vành gốc của nó. 12. Vành này 12. 12. Rồi. Đó. Thì thường đa số là vành từ 10 đến 12 thôi nha các bạn. Bông sung xuê, cây khỏe. Bông tốt. 10. Thì đó, đây là nguyên một hàng Mỹ Hồng đang rộ hoa. Bông này nở chắc bằng cái tô luôn chứ không phải cái chén luôn nha. Hiện tại nó mới búp búp là cái chén rồi, chắc nở ra bằng cái tô đó. Các bạn xem thì nhớ ủng hộ vườn của anh, rồi có ủng hộ kênh của mình thì mình xin cảm ơn. Đây, xung quanh cái vườn của anh rất là nhiều. Vàng lá trung đọt đỏ. Qua kế bên tiếp theo là cây vàng lá trung nhị đỏ, giống Yên Bái. Đây, đọt cũng đỏ luôn nha. Một cốt nha. Rồi, một cốt. Để anh đo cho mình. Một cốt cái hoành đó, hoành eo là đây, 17. Eo 17. Còn cái hoành đế đây. Hoành đế nguyên cụm. Hoành đế nó vào khoảng 43. 43. Cái này phần chậu rất là khỏe rồi nha, lâu năm anh chị các bạn, lâu năm bông nó đang rất là sung đó. Mình quay cho anh chị các bạn xem. Hiện tại cái tán là rất là tròn, khoảng 1m2 nha các bạn. Chiều cao của cây này từ mặt đế lên tới cái gốc, tới ngọn là khoảng từ 1m3. Cây là đang hoa rất là nhiều. Mình xin giới thiệu là hiện tại cái bông nó vàng, nhưng mà khi nó đúng rồi, khi nó già nua đi, nó gần rụng thì nó sẽ lên cái màu hường, gần là màu đỏ luôn. Còn nếu mà mới nở ra là nó như vậy đây, vàng đậm, vàng đậm mà nhị ở trong nó hơi đỏ. Có một cái chấm đỏ đó. Cây này hiện tại cũng đang rất là hiếm nha các bạn. Mình dùng ở đây là đồng tháp. Đây, nó ở đây. Hiện tại cây này là anh đã vô dây thành phẩm, rất là đẹp. Hoành gốc thì anh đo rồi, 17. Đó. 3 thân. Một cốt 3 thân. Một cốt 3 thân các bạn. Thuần chậu. Những cây anh sưu tầm ở đây là những cây thuần chậu hết. Sống khỏe, bao sống. Này, có khi nào ship toàn quốc không anh? Hay là mình sẽ đến nơi mình lấy? Khách cần mình ship luôn. Khách cần ship luôn nha các bạn. Thì khu vườn của anh nằm ở trên đường lớn của thành phố Cao Lãnh. Hiện tại đường rất là rộng, container có thể chạy vô được luôn mà. Tiếp theo nữa là mình chia sẻ một cái cây cherry resin. Ủa, cherry resin khác với cherry Mỹ khác sao? Cái đó là trồng ở Mỹ nhưng mà thật ra nó giống resin. Giống resin. Ta nói là cherry ở Mỹ nhưng mà xuất xứ từ resin nha các bạn. Đang bông lên nụ. Cây này anh đã lấy mấy mùa trái rồi đó. Gốc khoảng 10. Tầm cao nó khoảng 1m4. Cây sống rất khỏe. Anh ở đây có rất là cây thuần
cây, còn cây này anh có rất là nhiều, nhưng mà hiện tại mình xin chia sẻ một đại diện một cây này thôi. Đây, những cái này là nó thành trái, nó đậu này nghe các bạn. Còn hoa nó thì đây, hoa màu trắng. Cây này là ok, nó đã thuần với cái thời tiết khí hậu mình ở đây rồi, khỏi sợ bị héo hay là bị cháy lá nghe các bạn. Cái này các bạn mua về trồng là bảo đảm sống khỏe tốt. Rồi thôi, clip của mình đến đây xin tạm dừng. Chúc các bạn có niềm đam mê như mình sẽ thành công với cái sở thích là đam mê kiểng, chơi kiểng. Rồi chúc các bạn một ngày làm việc thật tốt và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.